Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thiết lập cơ bản để có thể thiết lập cho các đường đo kích thước trong phần mềm AutoCAD 2015. Ở đây mình có một cái bản vẽ sưu tầm được trên mạng. Các bạn thấy rằng những bản vẽ này thì đã được thiết lập những cái đường đim kích thước, những cái đường đo kích thước ấy rất là đẹp. Đấy. Thì bạn thấy rằng ấy, cái việc tiến hành thiết lập cái tính chất của các đường đo kích thước này là rất là quan trọng để giúp các bạn có thể thể hiện bản vẽ nó đẹp và nó phù hợp với quy chuẩn của pháp luật, của các cái quy chuẩn xây dựng cũng như là của các cái tiêu chuẩn của các công ty. Đấy. Thì để thiết lập tính chất của các đường đim kích thước, các bạn hãy vào test. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có một dimension ở đây. Các bạn có thể gõ lệnh D, Enter. Thì chúng ta sẽ vào được hộp thoại Dimension Size Manager. Tức là hộp thoại này sẽ giúp chúng ta tạo ra các kiểu dim hoặc là thiết lập tính chất cho chúng. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy chúng ta có cái dòng đó là Current Dimension Style Anabeam. Dòng này cho chúng ta biết rằng cái Style Anabeam, Style này này, đang là style hiện hành được dùng để dim trong bản vẽ. Đấy. Tiếp theo một style thì nó cho biết chúng ta rằng ở trong cái bản vẽ này đó đang có 3 kiểu dim tất cả. Đấy. Thì thường khi chúng ta tạo ra một file mới, nó chỉ có cái kiểu dim standard và anatip này thôi. Thì mình đã tạo sẵn một cái style là anabeam này. Đấy. Thì đây nó thấy là có 3 kiểu dim. Và các bạn có thấy sự khác biệt của 3 kiểu dim bằng cái hộp thoại hiển thị từng kiểu dim ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa ạ? Tiếp theo mục list thì nó sẽ thống kê chúng ta các kiểu dim. Đấy, thì ở đây nó là old style rồi, thì mình không nói cái này làm gì, được rồi ạ. Thế này các bạn thấy này, chúng ta có các mục này, set current, new và modify. Set current tức là mình sẽ chọn một cái kiểu dim nào đấy để biến nó thành kiểu dim hiện hành. Đấy, tức là kiểu dim sẽ sử dụng để dim. Hoặc các bạn có thể kích đúp vào đây này. Đấy, kích đúp vào cái kiểu dim để tiến hành biến nó thành cái kiểu dim hiện hành. Ngoài ra ở đây mình có quên một tí nói là đó là các bạn có thể kích vào cái kiểu dim này, chọn set current này, hoặc chọn rename và chọn delete này. Với cái câu delete này thì mình lưu ý rằng này, tức là các bạn không thể delete các cái kiểu dim mà đã tiến hành dim trong bản vẽ hoặc kiểu dim đang được bật ở chế độ current. Đấy, các bạn thấy. Đấy, ở đây mình chọn chế độ annotative này, hiện tại nó là current, mình xóa đi này. Đấy, mình chọn delete này thì nó không xóa được. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Tiếp theo các bạn có thể kích vào new để tạo ra một cái kiểu dim mới. Đấy. Các bạn có thể kích vào modify vào một cái kiểu dim để chỉnh sửa nó. Đấy. Hoặc các bạn có thể là kích vào override. Chế độ override này này, ví dụ như mình chọn một cái kiểu dim này, mình chọn override. Thì chế độ này sẽ cho phép các bạn tùy chỉnh những cái tính chất, nhưng mà nó sẽ không tạo thay đổi cái tính chất của dim gốc cũ, mà nó chỉ tạo ra giống như một cái phiên bản chỉnh sửa. Ví dụ đây mình sẽ cho nó là text lên 20 chẳng hạn nhé. Mình kích vào ok này. Đấy, thì các bạn thấy không? Thì cái từ phiên bản gốc của nó là annotative, nó tạo ra một cái phiên bản con. Đấy, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng phiên bản con này sử dụng. Và các bạn có thể là kích vào cái này này. Đấy, thì nó sẽ trở về gốc. Các bạn có thể kích vào đây này và chọn xóa nó đi, được chưa? Đấy, hoặc các bạn có thể save to current style, tức là nó sẽ lưu vào hẳn luôn. Đấy. Ở đây mình sẽ chọn xóa nó đi. Đây là chế độ override. Còn chế độ cuối cùng là chế độ compare, tức là cái chế độ giúp các bạn so sánh các kiểu dim với nhau. Ví dụ mình chọn compare này. Ở đây mình chọn chế độ đầu tiên là anabeam style anabeam này, và mình sẽ so sánh với chế độ là standard chẳng hạn nhá. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có ra những cái tính chất này. Thì nó sẽ so sánh cho chúng ta. Đấy, giữa hai kiểu dim anabeam và standard nó khác nhau cái gì. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì đây là tính chất compare trong trong cái hộp thoại dimension style. Đấy. Và các bạn có thể tạo ra được một cái kiểu dim mới cho mình. Các bạn kích vào new cho mình. Đấy. Ở đây để tạo ra một cái kiểu dim mới, chúng ta sẽ có thể là đặt tên cho nó này. Các bạn có thể đặt tên cho nó là dim cat. Đấy, tỷ lệ 1:1 chẳng hạn, được chưa? Đấy. Sau đấy này, các bạn có thể chọn start with, nghĩa là nó sẽ tạo ra kiểu dim mới từ cái kiểu dim gốc nào. Thì các bạn có thể chọn những cái kiểu dim ở đây. Mình chọn anabeam. Cái việc chọn này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian chỉnh sửa. Đấy, các bạn có thể lấy những tính chất có sẵn của kiểu dim anabeam này. Đấy, các bạn thấy chưa? Hoặc vậy ở đây chúng ta có mục annotative. Thì cái mục này như mình đã nói thì nó liên quan đến tỷ lệ trong layout. Đấy, nó sẽ sử dụng cho những bản vẽ với nhiều cái tỷ lệ. Đấy, thì các bạn cũng kích vào cho mình. Use for nghĩa là mình sẽ dùng kiểu dim này cho cái gì. Thì các bạn có thể này, chế độ đo góc này, đo đường kính này, hay là đo đường thẳng này,
Đấy, thì thường chúng ta sẽ sử dụng All Dimension. Đấy, tất cả các kiểu đo luôn. Đấy. Sau khi tạo xong thì các bạn hãy kích vào Continue. Đấy, thì chúng ta sẽ vào được cái hộp thoại chỉnh sửa tính chất của DIM. Thì đến đây thì mình tạm thời dừng cái bài học của mình ngày hôm nay. Trong bài học ngày tuần hôm sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập các tính chất của DIM trong này. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.